Mình xin cảm ơn quý cô bác anh chị em đã luôn ủng hộ kênh trong thời gian qua. Điều đầu tiên mình muốn nói là bây giờ cũng đã gần Tết gần kề rồi, hôm nay là 29 Tết rồi nha. Như vậy thì ngày mai là ngày 30 Tết. Như vậy thì kênh cũng rất rất là muốn chia sẻ với bạn nhiều niềm vui, để cho các bạn luôn yêu mến kênh, đã luôn ủng hộ kênh trong thời gian qua. Mình rất là biết ơn các bạn. Như vậy thì mình nấu cái món này, mình xin chia sẻ lên để các bạn, bạn nào thích nấu thì sẽ sắp xếp được để nấu cho vào ngày mai cho gia đình thưởng thức nha. Mình sẽ giới thiệu cho bạn một món ăn mà không thể thiếu trong ngày Tết của người Hoa tại Malaysia. Cái món này thì nó cũng vừa quen mà cũng vừa xa lạ, tại vì nó vốn dĩ nấu từ các những cái món ăn gồm có cái này là bào ngư đó bạn, bào ngư sắc miếng. Còn cái này là vi cá nha, ở đây là vi cá mà vi cá mập đó. Còn cái này là bào ngư dạng hộp, nấm và cải, cải xanh xanh. Ngoài 3 đến 5 con tôm, 5-6 viên chả thịt heo hoặc là chả cá cũng được, và nấm. Và cái món cuối cùng mình cần để là cái da heo hoặc là bao tử cá. Thì ở trong cái món nấu ngày hôm nay mình sẽ nấu ở trong một cái kêu là cái gì nè, cái này bằng sành á, cái này bằng sành nha. Mình sẽ nấu trong trong lịch sử phục mai của ông ổn chàng ngày ni nhung trong trầm lệch vì một mùa hộp trộn nằm chân đó nó chả một mùa hộp vui ni dương thận niên sà say thấy sla thấy sla bảo sà say thấy sla sà ca thấy sla hơi anh ni cái hơi bảo ngư anh ni ắt chế mai ắt chế hơi ai hỏng bên anh ni cái chật mà sẽ hơi anh ni mà cặp bông hơi sạch cá bằng con hơi bạch tray lưỡi cặp bạch sạch chuột cặp bàn hơi mushroom hơi cặp bia tray cặp bàn bằng trong cái sạch chuột dân phơi một hộp muối ní khăn ông pê để tha cho xem chân ngày trong cao đến ngày xăm sấp rồi còn ngày tìm muối kê nó lơ tập tam te rồi có kê từ hàng hộp còn chân đo bụng bảy nè đo đập nè kê thử hơi một hộp muối ní. Việc đầu tiên thì mình sẽ luộc cái cọng miếng này trước, tại vì mình thích ăn cái món này với miếng hơn là ăn với cơm. Thay vì họ cũng không có ăn cơm, họ chỉ ăn đồ ăn thôi, nhưng mà mình ăn như vậy mình không có quen, mình ăn không no nên là mình bắt buộc phải luộc miếng nha, mình không có ăn cơm. Cái miếng này là bạn nhìn rất là dễ hiểu lầm với cái vây cá mập á. Cái vây cá mập á nó dễ rất là giống nè, nhưng mà mình mua cái chỗ uy tín thì người ta bán cái vây cá thật cho mình nha. Bây giờ ở ngoài thị trường cũng có rất nhiều vây cá giả. Mua đi kê hộp cho mùi một hộp ép bụng bay muốn một nó kê ấp mình hộp bay kê sơ hộp kê hộp cho xăm chân viên trắng bà nào nhưng à sơ chay hộp chân nhưng mà chạy tê nhưng nhằm mà lại bị xua cho mùi cho mẹ à tôi cho cái chảo tụ. Các bạn ơi, cái viên bào ngư của mình á, nó là thuộc dạng một hộp 6 viên, thì có một hộp 1 viên, một hộp 5 viên, một hộp 12 viên thì tùy theo nha. Tại vì mình làm cái nồi cái món ăn này á, mình cần cái viên nhỏ nhỏ thì nó dành cho 6 7 người như vậy đó. Thì mình lấy cái viên này là đúng rồi. Bây giờ cái bào ngư mà dạng miếng á thì mình cũng lấy ra. Cái nước đó mình không có bỏ nha. Cái nước bào ngư miếng này rất là ngon, nó rất là ngọt nước các bạn à. Thì mà hồi khi mình chế biến thì những cái món đồ này ăn là nó đã chín sẵn rồi, mình chỉ cho nó sôi lên là được. Cái nước này á, mình cho vào hết cái nước này luôn, tại vì nó rất là ngọt, mình sẽ không bỏ đi nha. Cho hết vào cái nước của cái bào ngư bên kia luôn. Thì cái này các bạn thích ăn nhiều thì mình để nhiều, thích ăn ít thì mình để ít. Khăn ông bê để thái nhầm vô, cặp bông, bào ngư lên cặp bông hay bào ngư bật tia ní, tập nhầm đặt chạy trôi nâng á ná, hay nhầm đặt mực hèn. Hay là lử dương vô, đại ngờ kê hư đạn mi tray á, thấy slap á. Cái này là vi cá nha các bạn thấy không, nó ở trong bịch nè, mình cũng cắt ra luôn. Cái vi cá này nè, mình cắt ra mình ăn bao nhiêu mình lấy bao nhiêu, chứ không có đòi hỏi ăn nhiều hay ăn ít. Cái vi cá này các bạn cũng còn có thể làm được rất là nhiều món. Các bạn làm súp cua nè, này các bạn thấy ở trong không? Vi cá này rất là thơm nha, mình thường ăn cái thương hiệu này. Nó còn bị đông đá, nó còn cứng quá. Mình bóc tay cho bạn xem luôn nha. Nè, mình bắt tay luôn, tại vì cái tay mình đã rửa sạch rồi. Nó hơi bẩn một tí nhưng mà mình, cái giá này mình lấy không có đi, nó không có đi. Anh ấy thấy thấy slap nữa. Mê thấy slap nữa. Ska nó cái hơi ska mê nè. Nhưng ạ chạy hơi đài không? Chạy hơi vô thật. Xong. Tập về hôm mà bị nàng chứ. Ồ, bia. Cái bụt. Anh ấy vậy. Nó nhìn vô một cái đông tiệt. Chà. Hộp phần nào vô bịch nâng. Nít cho ra hết nè. Nè chả là cái dân vô bình nâng xanh đó nha. Ở một hộp của dân cứ bình nít á. Anh đi spay đi cái dân vô tầng ngào. Anh đi dân có ngào đây. Dân ngào nơi khang cá dân trào tập dân ít vô á nha. Quý anh đi tật sụp bò dân. Anh đi tật sụp bò dân anh đi nè.
Một chút nữa mình sẽ luộc sơ cái bắp cải này và mình luộc sơ cái này, mình lại luộc sơ cái này hết tất cả. Cái này thì cũng chỉ luộc sơ thôi. Đây là cái chén nước súp của mình mà hồi mình chế biến á. Khi mà các bạn muốn ăn cái nước trắng cũng được, nhưng mà mình sẽ thích ăn cái nước hơi đen xíu thì mình sẽ để một chút xíu nước màu của Malaysia. Nó không có bị đắng nha, loại nước màu này mình thêm một xíu cho nó màu sắc nó đậm đà thôi. Kế nữa là mình sẽ thêm một chút dầu hào cũng được, là dầu mè cũng được cho nó có cái mùi thơm. Thì bây giờ cái phần của mình chế biến thì có bao nhiêu đây nhé. Rồi mình sẽ chuẩn bị chế biến. Mình sẽ cần có cái nồi đất nha, cái nồi đất. À lấy dùng chập đám phơi một hộp nó chà. Dương bông anh ấy sợ lộ bao giờ nó dương bông mà tiếc. Thật sự khập mấy nhân bậc hai nữa. Thôi giờ đặng thiện sò. Chỉ luộc sơ nó thôi cho nó có cái màu sắc nó xanh xanh nó đẹp. Mình không có cần luộc chín nhé. Anh ấy dương vô từ tiết nông tật đấy. Còn ai du khách về lưới á, nhưng còn là tha dùng ngoài kia mập lép làm bay ai đi kêu kêu ai biết chân tít và ai biết vì những thun khi lần nó dùng mặt sau chơi hộp đấy hay là dùng tật tổ cho bài chơi chỗ ngào về chào mà tật bị tật tính á ngào về mà tật chào bài nó có dùng tiền mau bị sai dùng khai về thun khi lần đấy vì mình khai chờ nó. Mình cũng luộc sơ cái da heo luôn hoặc là bao tử cá nếu mà mình mua về bao tử cá mới hoặc là cái gân heo mới á, mà gân heo giòn lên gì nè mới thì mình ấy còn sợ mình mua da heo bị cũ đó các bạn, có cái mùi hôi mỡ rất là hôi nên là mình sẽ luộc sơ bỏ cái nước này đi chừng nó sôi bật lên là được rồi. Nó đã sôi dữ lắm rồi nè. Cái nước súp của mình hôm nãy là mình dùng cái nước của cái lon bào ngư và cái nước của lon bào ngư miếng hai loại. Thì sau khi nước đã sôi nó đã cho nó sôi lăn tăn thì da heo mình sẽ cho nó luộc. Đây là cái nước sốt dầu hào của mình, trong đó có tiêu và cái nước màu á, cái nước màu mình nói với bạn là mình dùng ở Mã Lai đó. Thì cái nước màu này ăn thêm là nó không có bị đắng mà cái màu nó sẽ nhả đi màu cánh gián, thì cái nước canh của mình nó hấp dẫn hơn nha. Ở trong cái nước canh này á, thì do cái nước của cái lòng bào ngư nó cũng đã ngọt sẵn rồi nên mình hạn chế nêm đường muối bột ngọt nha. Mình cắt cây mấy cái chất này là nó cũng đủ ngọt nước lắm rồi, có tôm có bào ngư rất là ngọt nên mình không cần phải thêm đường hay muối nữa. Thì chúng ta sẽ đậy nắp lại, luộc sơ. Chia tầm 4 dương thử sạch đi bao nhiêu mà xong mấy nhung ngao hơi á nó kìa. Ngao lần tuần hơi hay cho bạch tật tục không tu tập cọp bằng ngày nó dương vô màu ngoa vì nơi mũi tập sẽ lỏ tiết. Dương đặc sạch muốn bằng bánh đồ sạch chú hay sạch mùi nhẹ bà con nó dương đặc tam cao vậy kìa. Hay là nó dương đặc tam cao vậy nhá. Chắc là dùng ngõ bàn du hay nó là dùng soạn vô khưởng vô chanh mau thì cái dùng rượp này lỡ thì sao tập mới dùng thử đi ấy mà xay bột mà xay chà nó đi tập một tí chua nó. Bây giờ mình sẽ vớt các loại rau củ của mình ra vì nó đã xoay cũng lâu rồi. Sau đó thì chúng ta dùng một chén chút xíu bột năng, có một chút xíu bột năng hoặc bột bắp ở trong đây để vào cái nồi nước súp của mình cho nó được sống sánh cái nước súp. Chúng ta đổ ra một cái tô riêng rồi các nguyên liệu của chúng ta sẽ hấp ở trên cái nồi này nha. Bây giờ mình chỉ việc để con bào ngư vào, vi cá vào và sôi lăn tăn nước thì mình để cái bột năng vào nữa cho nó sống sánh là được. Mình vớt ra nước súp mình để riêng rồi mình sẽ bày chưng những cái hoa rau củ của mình lên và nước sốt thì mình chế vào xăm sắp. Khi mà mình chụp hình chụp gì xong thì mình sẽ đi làm nóng nó lại cả nồi, như vậy thì nó sôi trở lại thì mình đã ăn được rồi. Hình mình hy vọng bạn sẽ thử món này vào dịp tối 30 hoặc là đêm mùng 1 cũng được, cho gia đình của mình tự ăn cái món ăn của mình tự bằng tay mình chế biến nha.
bê và lại bao dương hiệp lăng lên nó tật sốt nó dương sốt lăng nó dương do tập cầm đầu mà xa tiết vi pu lăng nó dương ai học ní ban đó pram nè đưa cả đập nè ấy cả ban đấy nó cha cha khăn ông bê cho xăm chân mà đo khang mục ní nhung sum chun po nè tặng ông khăn mình mi pu mạ sọc sờ bài tặng ông khăn cha tia mình clip cho tia video bao nhung đo đo bê bẩn chập hao nó cha bê na mình ta chồng ngò với sum xe comment ở khang cầm phong nè. Khi các bạn để vào nước xăm sắp thì các bạn để bật cho nó bật sôi lên trở lại là mình đã ăn được rồi nha. Như vậy thì mình chúc các bạn ngon miệng, có cái món ăn này lạ miệng ở trong cái mùa Tết năm nay, Tết 2020. Nếu các bạn có thắc mắc thì các bạn để lại bình luận ở bên dưới nha. Đây là con bọng ngư nhỏ xíu siêu của mình nè. Hello, nǐ men hǎo, xie xie nǐ men, yī lù lái tài zài support wǒ, yī zhè lái kān zhì wǒ, suì rán nǐ men hěn shǎo comment, bù guò wǒ shì dào nǐ men de support, xie xie nǐ men nǎ, zài jiǎng tuō yī jì huà, xīn niān yào dào lè, tuō liǎng tiān jiù shì guò niān lè, xie xie nǐ men, hái you, zhù nǐ men shēng tǐ jīng kāng, guāng shì rú yī, xīn niān fā dà chái, dà zài yī qǐ fā chái lè. Thank you, bye bye.